Body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tình thức vượt thoát nẻo đau buồn. May the sound of this bell penetrate deeply into the cosmos. In even the darkest spots, may living beings hear it clearly, so the suffering will ease, understanding arise in their hearts, and they can transcend the path of anxiety and sorrow. Xuất gia giao duyên kỳ 9, hôm nay là ngày thứ 2 của khóa tu. Quý vị có khỏe không? Sáng tối hôm qua ngủ được không? Ngủ ngon phải không? Ngủ ngon mà chưa lành. Ngày thứ 3 bắt đầu thấm rồi ngon lành. Thôi là hay đùa với quý Phật tử là thường thường ăn mặn á, để mà ăn mặn ngon ngon quá cái ta kêu trời món này ngon dữ ha, nhưng mà ăn chay ta không nói vậy, ta nói ăn chay ăn ngon lành, tại ăn chay nó lành, nó hiền lành cho nên ăn chay nó ngon lành, ăn mặn kêu ngon dữ, ngon mà hơi dữ. Kính thưa đại chúng, đời sống của người xuất gia đó là đời sống của những người tu tập và sống chung với nhau trong một đoàn thể. Mà cái đoàn thể này á, nó phải có đủ hai yếu tố thì mới được. Yếu tố thứ nhất á, là thanh tịnh. Yếu tố thứ hai là hòa hợp. Chữ tăng á, tiếng Phạn là Sangha, người Trung Hoa dịch
là hòa hợp chúng Sangha. Mình âm cái chữ Sangha là tăng già. Tăng già là âm từ cái chữ Sangha, chứ không có cái nghĩa là những ông thầy già, chứ là tăng già. Quý hiểu ý không? Có nhiều vị đọc chữ không có hiểu đó. Để giáo hội tăng già Nam Việt đi ngang thấy chắc cái giáo hội này toàn mấy ông thầy già. Không phải. Cái chữ là tăng già là âm từ chữ Sangha, dịch nghĩa là hòa hợp chúng. Một cái chúng sống mà hòa hợp. Vì sao hòa hợp? Vì chúng này có thanh tịnh. Cho nên ở trong chùa đó, mỗi khi gặp mặt nhau mà có một cái buổi hội họp á, nhất là những cái bữa tụng giới mà quý vị, hoặc là những cái buổi họp quan trọng mà quyết định một vấn đề gì liên hệ tới tăng á, thì phải có những cái thủ tục cần thiết phải làm. Thí dụ tăng đã họp chưa, thì cái vị đấu đáp lại nó dạ đã họp. Hòa hợp không? Hòa hợp. Hôm nay tăng họp để làm gì? Nói dạ hôm nay tăng họp để yết ma biểu quyết một vấn đề gì đó. Sau khi hội họp xong hết rồi, lấy ý kiến chung rồi, thì cái vị lớn trong đó tuyên bố hôm nay chúng tăng hội họp để quyết định vấn đề này, vấn đề này. Đại chúng đã đồng ý như thế. Có ai không đồng ý xin nói lên, ai đồng ý xin giữ im lặng. Là hỏi lần thứ nhất, hỏi lần thứ nhì, hỏi như vậy lần thứ ba, đọc lại nguyên văn ba lần. Không ai có ý kiến gì hết thì cái vị kia mới tuyên bố cuối cùng. Đại chúng đã giữ im lặng sau ba lần hỏi, như vậy nghĩa là quý vị đã đồng ý. Mà nếu sau buổi họp này quý vị đi ra bên ngoài một vị chấm lại là quý vị phạm giới, phạm tội. Tại sao quý vị họp chung với tăng mà quý vị đã đồng ý bằng cách là quý vị đã im lặng, rồi bây giờ quý vị lại đổi ý làm sao? Là không được. Vì vậy mà mình tụng kinh, tụng cái gì cũng tụng ba lần đó. Ta kêu ba biến đó. Niệm Phật niệm ba câu, tụng chú tụng ba lần. Sao 4, 5, 3, bởi vì con số 3 là con số quy định để nói lên một vấn đề. Sao 3 lần? Ngay cả người ta bán đấu giá món hàng của mình, món hàng này đã được kêu giá 500 đồng, có ai tăng nữa không? Hỏi lần thứ nhất, hỏi lần thứ nhì, hỏi lần thứ ba, gõ cái cốp bán. Ai hối hận ráng chịu. Nhưng mà khi gõ xuống rồi thì cái người kia mua được rẻ hay mua mắc gì cũng phải mua. Cho nên cái mỗi lần tụng kinh tụng ba lần để xác định. Cái gì cũng hỏi ba lần. Thậm chí giận ai quá nhịn cũng nhịn có ba lần. Phải không? Mình hay nói nhất quá tam đó. Nhịn ba lần. Mình nói ví dụ vậy thôi. Thì ý muốn nói rằng đó là một cái thời gian quy định để chúng ta có thể quyết định một vấn đề. Và ba lần đó để nó xác định rằng điều này nó quan trọng. Điều này nó quan trọng. Cho nên hai cái yếu tố của tăng á, yếu tố thứ nhất là thanh tịnh. Vì mình có sự thanh tịnh, chữ thanh nghĩa là trong, chữ tịnh nghĩa là lắng. Trong lòng mình có sự lắng trong, cho nên từng lời nói, từng cử chỉ, từng cái hành động của mình nó đều biểu lộ một sự an vui cho mình và cho người, vì trong lòng mình có thanh tịnh. Mà muốn có thanh tịnh như vậy, nếu chúng ta không có tu tập
không có thiền định, không có tụng kinh, không có niệm Phật thì nhất định không có thành tựu. Bởi vì muốn lắng, muốn trong thì mình phải để cho nó yên. Giống như một ly nước đục mà cứ quậy hoài thì làm sao nó lắng bụi, nó lắng cát xuống được. Cho nên phải để yên cho nó lắng. Khi mà nó lắng xuống rồi thì tự cái đó nó trong. Cho nên muốn thanh là phải tịnh. Trước khi muốn trong là phải tịnh. Tịnh là lắng. Mà một khi mà tịnh thì cái này tịnh thì cái kia nó trong. Cho nên mình mới khen mắt của Phật Di Đà đó là cám mục trừng thanh tứ đại hải đó. Một là mắt, con mắt long lanh, cám mục, trừng thanh, trừng cũng là lắng, thanh là trong. Mình mới dịch cái câu đó là bốn biển lớn trong ngần mắt biết. Có nghĩa là mắt của Phật nó xanh biếc và trong veo, bốn biển cũng không bằng. Hôm nào Pháp Hòa sẽ giải cho đại chúng nghe cái bài đó, cái bài tán Phật A Di Đà đó. Cái bài đó không cũng phải 4-5 buổi đó. Thì cho nên nó là cái bản thể của tăng là vậy. Cho nên quý vị biết không, người ta vô trong đạo tràng á, người ta nhìn trong chúng, người ta thấy được cái năng lượng của đại chúng, mà tự nhiên trong lòng người ta có một cảm xúc. Là vì sao? Là vì sự thanh tịnh hòa hợp của chúng. Mình vô trong thiền đường, mình ngồi cho vững, giữ cho yên lặng, thì cái sự im lặng nhưng mà rất hùng tráng. Chúng ta thường dùng chữ là im lặng hùng tráng. Im lặng mà không có nghĩa là buồn ngủ, ngồi gục lên gục xuống tại cái buồn ngủ, mà im lặng sự bình tĩnh. Ngồi yên mà rất tỉnh. Sự tỉnh đó nó tạo ra một năng lượng, người khác bước vào ta cảm nhận được. Giống như trước đây, trước khi quý vị tới khóa tu, quý vị gặp Pháp Hòa, quý vị thấy Pháp Hòa cũng có mệt nhưng mà có tỉnh, mặc dù ngủ rất ít. Pháp Hòa nói vậy không có nghĩa là Hòa giỏi gì, nhưng mà ý Pháp Hòa muốn nói là khi mình đem hết tâm mình sống cho đại chúng thì những cái mệt nhọc bên ngoài nó không có đủ khả năng, nó làm cho con người mình quá mệt, quá sức. Cho nên mình mà sở dĩ mình có được cái làm việc đó là vì mình nương cái năng lượng của chúng. Năng lượng tu tập của đại chúng tự nhiên tạo thành một năng lượng nuôi dưỡng cho người làm việc cho chúng. Tại vì người ta bỏ sức ra, người ta làm cho mình mà mình không tu, mình không có, thì tự nhiên người ta buồn và người ta không còn sức. Giống như một người mẹ mà lo cho con, lo tùm lum từ sáng tới tối, mà nếu đứa con nó giỏi, nó ngoan thì người mẹ làm mà không biết mệt. Nhưng mà người mẹ đầu tư vô hết cho đứa con mà đứa con nó không có trở thành ra những gì như người mẹ muốn, thì tự nhiên mình cảm thấy nó quá mỏi mệt. Cho nên quý vị biết là cái tâm lực của mình nó mạnh lắm. Cái sức lực coi vậy mà không bằng đâu. Cho nên mình làm việc á, mình làm bằng sức lực, nhưng mà bên cạnh đó mình phải có tâm lực. Tại vì sao? Mình phải tin tưởng rằng mình có sự gia hộ của Phật lực, của Pháp lực, của Tăng lực, thì tự nhiên mình có tâm lực nữa, thì phối hợp lại làm việc thì cái sức lực đó nó ok, nó bình thường. Còn mình làm việc á, mà chỉ dùng cái sức lực mà không hề bao giờ có tâm lực, có đạo lực, thì một lát mình kiệt lực. Cho nên làm việc cho chúng mình phải có cái đó. Không phải làm bằng cái hình tướng mà phải có cái tâm nữa.
phải có cái tâm mình hạnh phúc, mình được làm cho chúng. Cho quý vị đừng có làm bằng cái chỉ sức thôi, đem tâm ra, dùng cái tâm lực làm. Được làm cho chúng là một hạnh phúc lớn. Có bao giờ hiếm, có khi nào mình được sống trong một chúng 200 người? Có thể đây là lần đầu tiên nữa. Có đối với những người, đây là lần đầu tiên sống chung với một số lượng người mà trong 10 ngày như vậy. Có thể đây là lần đầu tiên. Nhưng mình sống mà mình thấy mình đã đóng góp, mình đóng góp được cho chúng, mình hạnh phúc lớn. Tại vì mình là một con tầm ăn lá dâu, mà thật sự mình đã nhả ra tơ. Mình không phải là một con tầm ăn lá dâu rồi nhả ra dâu. Một con tầm đúng nghĩa thì ăn lá dâu nhưng mà nhả ra tơ. Hay lắm. Cho nên cái bản thể của tăng là thanh tịnh, hòa hợp. Người nào sống chung mà không hợp, không hòa với nhau thì chưa đúng nghĩa chữ tăng. Sống mãi người này ở nhà trên thì kẻ kia ở nhà dưới, không bao giờ nhìn nhau, không nghĩa chữ tăng. Có thể người đó có hình thức tăng, nhưng mà cái thực nghĩa của tăng không có. Có thể là hình thức là đầu tròn áo vuông, sống trong chùa bao nhiêu năm nhưng mà không có hòa hợp với ai hết trơn á. Tại vì mình muốn mình là độc cô cầu bại, mình chỉ muốn mình được làm cái chuyện nhất dương chỉ thôi, tức là mình chỉ tay ai cũng phải nghe hết. Nhưng mà nhớ rằng thể có nhất dương chỉ thì sẽ có nhị thiên đường, ở đời nó vậy, phải không? Mà anh muốn làm nhị thiên đường thì có tam tông miếu. Mẹ có tam tông điếu thì nhất định có tứ đổ tường. Hay mà có tứ đổ tường thì sẽ có ngũ vị hương. Ngũ vị hương mà có lục mạch thần kiếm. Mà có lục mạch thần kiếm thì sẽ có toàn chân thất tử. Toàn chân thất tử mà có thì có gì? Có bát bảo. Có bát vũ thì có gì? Cửu âm chân kinh. Mà Cửu Âm Chân Kinh mà có thì nhất định có Thập Loại Cô Hồn. Cho nên ở đây Pháp Hòa muốn nói, cái gì nó cũng có cái đối trị của nó. Cho nên là Pháp Hòa hay đùa, hay dạy cho các em nhỏ đó, khi mà các con giơ cái bàn tay lên mà các con chỉ người khác như vậy nè, thì tức khắc phải để ý là mình có ba ngón khác chỉ ở lại mình. Quý vị để ý mỗi lần giơ tay lên nè, chỉ mặt người khác đi, thì ba ngón này tự nhiên nó co lại, nó chỉ lại mình. Cho nên mình đừng có quên rằng á, khi mình để ý tới người khác á, thì đừng quên rằng có ba người khác để ý mình. Cái đó là cái tu, cái sống của mình thôi. Mình tu đâu có làm gì hơn để mình thấy mình. Mà khi mình thấy được mình thì tự nhiên mình sẽ thấy người. Mà khi mình thấy người cũng dở như mình thì mình thương được người dễ hơn. Vì mình thấy mình dở, cho nên mình thấy người kia cũng dở, cái mình thấy người mình có đồng minh, cho mình thương được người đó. Hồi sáng quý vị tụng Lương Hoàng Sám, quý vị thấy không? Phật thương chúng sanh như mẹ thương con. Nhưng mà nếu mẹ thương con mà con không nghe lời mẹ thì mẹ còn sanh tâm giận hờn, trách móc. Nhưng đối với Phật, đối với Bồ Tát thì không bao giờ như thế. Thấy chúng sanh lầm lỗi thì càng thương hơn nữa. Còn mình bây giờ khác với Phật, cho nên mới gọi là phàm phu. Phu là cái kẻ phàm, chứ chưa phải là kẻ thánh. Nhưng bây giờ mình chưa làm thánh, nhưng mình lại muốn làm hiền. Tôi kêu hiền thánh.
Hiền là gì? Hiền là người đang đi lên, đang tiến lên để chuẩn bị và mong mỏi được làm thánh. Bậc hiền, bậc thánh. Mình chưa là bậc thánh thì ráng tu để làm ít nhất cũng là bậc hiền. Ta kêu hiền thánh mà, phải không? Chứ hiền là vậy đó. Không phải cái chữ hiền lành giống như ngoài tiếng Việt mình nói đâu. Bậc hiền thánh, bậc hiền là người đang mong để làm thánh. Cho nên á, mỗi người mình phải tự thúc liễm thân tâm của mình. Chữ thúc á, thúc liễm, nhà chùa dùng mấy cái từ hay lắm. Mình phải kiểm buộc cái tâm của mình, gọi là thúc liễm. Thúc liễm thân tâm. Thay vì mình triền phược, cột trói, mình bây giờ không có cột trói, nhưng mình biết kiểm buộc nó. Xin lỗi với đại chúng là quý vị có thấy người ta dẫn con chó đi chơi không? Nó có, bây giờ nó có một cái sợi dây, con chó đi, con chó tự do đi tung tăng, nhưng mà không bao giờ con chó đã rời được cái bàn tay của người đang nắm con chó. Chúng ta cũng thế. Sống 10 ngày ở trong chùa hay là hàng ngày chúng ta sống trong đời, trong đạo cũng vậy. Sống cứ tự nhiên, cứ hài hòa, nhưng không có buông lung giải đãi. Đó là mình thúc liễm. Đâu có ai cấm mình xài con tay, phương tiện nè, nhưng mà vẫn biết không để cái phone tay nó làm chủ mình. Giờ nào cần tắt thì cứ tắt. Cho nên nhiều khi mình đi tụng kinh đó, đi tụng kinh rồi mà cũng xách cái điện thoại đi để kế bên, để có ai gọi tới cái chụp lên liền, trả lời liền. Hoặc là thôi ngó một cái có ai vậy, đúng cái người mình muốn gặp thì mình mới bắt. Không nên. Như vậy có nghĩa là mình chưa có gì nhất tâm vào cái chuyện đó. Cho quý vị để ý coi, bàn tay của mình có 10 ngón, mỗi ngón tượng trưng cho một hướng. Cho nên tâm của mình nó đi 10 phương thế giới. Cho nên một lần tụng kinh là phải hợp tâm lại, cho nên hai bàn tay chấp lại. Hai bàn tay chấp lại có nghĩa là bây giờ gom tâm về một chỗ để cho nó trở thành nhất tâm. Vì vậy mà mình lễ Phật mình nói nhất tâm đảnh lễ, không có tâm nào khác hết. Giờ này là chỉ có con với Phật thôi. Trước bảo tọa thân con ảnh hiện, phải không? Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Hay quá trình. Cho nên từng cái lời kinh đều là pháp tu hết. Nhưng mà tại vì mình không có đem con mắt Phật Pháp để mình nhìn, cho nên trong thất Bồ Đề Phần chúng ta phải có con mắt trạch Pháp. Trạch là lựa chọn. Con mắt mình phải trạch Pháp. Đừng có để cái tâm mình nó đi chỗ này chỗ kia, nó uổng đi. Trên 10 ngón tay hợp lại chắp ngay trước ngực, đây là nhất tâm. Nhất tâm đảnh lễ. Đừng có để cái tâm mình nó đi chỗ này chỗ kia, nó uổng đi. Trên 10 ngón tay hợp lại chắp ngay trước ngực, đây là nhất tâm. Nhất tâm đảnh lễ. Bằng 10 ngón tay còn tượng trưng cho 10 pháp giới, trở về một tâm. Quý vị có thấy bản đồ 10 pháp giới chưa? Viết chữ tâm ở giữa, phải không? Xung quanh là gì? 10 cõi, phải không? Người ta mới để câu gì? 10 pháp giới không rời một tâm. Cho nên mình mới đây 10 ngón tay mình là 10 pháp giới.
cũng không ngoài một cái tâm đó. Cho nên hợp 10 pháp giới thành một tâm. Chữ tâm độc tự vậy mà hay, thành bại do tâm cũng chữ này. Trẻ ráng trao dồi, già ráng giữ, đọa xa thành Phật cũng do đây, cũng chữ tâm đó. Chữ tâm độc tự, chữ tâm độc tự là một tở tớm là tâm thôi. Chữ tâm độc tự vậy mà hay, thành bại do tâm cũng chữ này. Bây giờ trẻ chưa có, già thì có rồi, cho nên giờ sao? Trẻ ráng trao dồi, già ráng giữ. Nhiều khi già rồi mà chưa giữ tâm, tâm còn đi tùm lum chỗ hết. Còn người trẻ thì hời hợt, chưa có tâm. Quý vị thấy người trẻ sống hời hợt không? Nhiều khi nó thấy mình khiêng nặng gần chết, cái nó đứng qua bên nách cho mình đi. Quý vị thấy người tâm hời hợt không? Cho nên nó chưa có cái tâm đó. Chứ cái người mà có cái tâm rồi thấy cờ bưng nặng cái chạy tới phương phụ. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa thấy mấy người trẻ nó sống vậy, cái mình cũng mỉm cười thôi chứ nói gì nữa giờ. Vì xưa nay nó đã vậy rồi, trẻ nó chưa có. Cho nên Pháp Hòa mới nói hoài, nói quỷ. Con người ta sống có con mắt, có lỗ tai, có trái tim. Tại sao có con mắt nhìn mà tâm nó không cảm, có lỗ tai nghe mà tâm nó không cảm? Vì tâm nó không rung động, nó không biết cảm tới cái khác thì nó không đưa tới hành động. Cho nên trẻ ráng trao dồi, già ráng giữ. Khổ đau vui sướng cũng do đây. Hôm qua có một Phật tử đến gặp Pháp Hòa, nói bạch thầy, con cảm ơn thầy, mấy ngày nay con sống ở chùa con an lạc quá chừng, thế tự nhiên con có một chút hối hận, con thấy hình như con hơi ích kỷ. Con đi vô chùa tu có an lạc vậy, ông xã con ở nhà lo cho chồng, ô lo cho con, lo cho nhà cửa, con thấy con ích kỷ. Pháp Hòa nói đừng nghĩ vậy, mình phải biết bỏ cái nhỏ để mình thu cái lớn. Vô trong chùa đây mình tu mà an lạc được 10 ngày thì mình build up cái hạnh phúc cho mình, cái relationship của mình, cái đời sống hạnh phúc gia đình nó dài hơn chứ sao. Cho nên 10 ngày này là mình đi về, mình đi trao dồi đó, rồi mình đem về mình ứng dụng với ông xã, với bà xã, với người thân thương của mình. Thì người ta nói trời ơi, tu có 10 ngày về đổi quá chừng luôn, còn hơn ở nhà 10 kiếp. Cho nên Pháp Hòa mới thí dụ, Pháp Hòa nói ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta đó, không bỏ cái đó, không bỏ cái nhỏ làm sao ngài có được cái lớn. Cho nên với cặp mắt bình thường mình nhìn thì mình thấy Thái tử Sĩ Đạt Ta ích kỷ, nó đi tu được có mình à, rồi bỏ vợ bỏ con. Xin thưa không, ngài biết bỏ cái tiểu để ngài đi đến cái đại. Cho nên hiếu đâu có nghĩa là phải ở nhà chăm sóc cha mẹ, mà mình đi xuất gia, mình tu, mình độ chứ đâu phải một cha một mẹ đời này, mà còn giúp được hàng trăm hàng ngàn bậc cha mẹ của mình. Có phải không? Như vậy gọi là đại hiếu. Còn cái hiếu mình lo cho trong gia đình mình là tiểu hiếu thôi. Cái hiếu đó là chỉ cho cha mẹ đời này thôi. Còn biết đâu chừng ngồi đây quý vị cũng là cha mẹ của Pháp Hòa đời trước. Cho nên ngày nay Pháp Hòa giúp được quý vị cái gì đó là Pháp Hòa cũng trả hiếu cho quý vị. Quý vị cũng là bà con quý phục của quý thầy. Cho nên ngày nay quý thầy mà giúp được cho quý vị cái gì là quý thầy đang trả hiếu hơn. Mà chữ hiếu không có nghĩa là
chỉ có người con mới lo cho cha mẹ. Không, hiếu là thậm chí cha mẹ cũng có thể hiếu với con nữa. Bởi vì chữ hiếu nghĩa là tốt, là thực hiện những cái điều tốt đối với nhau. Thí dụ như là khách tới nhà, mình ân cần tiếp đãi khách thì mình kêu là hiếu khách, phải không? Rồi mình có món ăn mình chia sớt với người khác, kêu người đó hiếu ăn. Thì chữ hiếu đâu có nghĩa là chỉ để cho con cái đối với cha mẹ đâu. Ai cũng có thể hiếu với nhau hết, thậm chí một người khách với nhau. Cho nên quý vị trong thời gian mình ở chung như vậy nè, ráng thực hiện giữ tâm cho thanh tịnh, lúc nào cũng sống hòa hợp với mọi người. Cần ai nhờ cái gì, sư huynh hoan hỷ lúc này, xin chị hoan hỷ, xin cô hoan hỷ giúp cái kia. Mình bệnh mình cũng đừng có ngại gì hết, nói hôm nay tôi bệnh, xin đại chúng có gặp thầy thì thưa lùm là tôi bệnh, tôi không tham dự được thời khóa hôm nay. Thí dụ vậy. Bây giờ mình ghi danh, mình đăng ký, mình phát tâm, mình làm công quả 8 người. Hồi sáng giờ có 3 người vô. Rồi quý vị kia mới đi kiếm. Mà đâu phải kiếm cái người đương sự ghi, kiếm trụ trì. Thầy phải ra giải quyết chứ, giờ 8 người còn có 3. Nó quyết đâu nữa là quả giải. Quý vị chưa quyết không? Quyết là máu. Tân là hết máu. Nói đùa như vậy cho vui, có nghĩa là mình chưa có thực hiện đúng. Tận tâm làm tròn trách nhiệm là điều, một trong những điều nội quy của cái khóa tu. Mà cũng không cần khóa tu nữa, mình sống chung là mình phải có cái commitment. Thậm chí hai vợ chồng xuống sống với nhau cũng phải commitment mới có cái lễ cưới đó. Anh xin nhận em làm người vợ chính thức của anh. Em xin nhận anh làm người chồng chính thức của anh. Đừng có vỗ tay. Không phải có bà quên đâu, tại còn muốn thử của quý vị có tỉnh không. Sợ sáng nay quý vị ngồi đó thấy Liêm Diêm đồng ý. Yes I do. Cho nên mình đã, mình ghi danh vô mục nào thì mình nhớ là mình phải làm cái chuyện đó. Bây giờ đó, mỗi ngày ghi danh xong rồi, cái ban thư ký phải ghi cái này xuống. Buổi sáng là tuyên bố danh sách Táo Vương, rồi ai được lên bảng vàng rồi thực hiện đúng cái chuyện mình làm. Cho sáng phải nhắc lại. Có lỗi của mình phần là mình không nhắc tên. Nhiều khi người ta tu cái hạnh xả, tu hạnh xả, cái gì cũng xả, thậm chí ghi tên rồi cũng xả luôn. Đây là nhắc nhở thôi. Cho quý vị biết không, quý vị hạnh phúc là hồi đó Pháp Hòa đi thọ giới. Pháp Hòa nhớ là năm Pháp Hòa 20 tuổi, thầy viện chủ mới nói là thầy sẽ đưa Pháp Hòa đi thọ giới. Thọ giới là sao? Có nghĩa là khi mình đi xuất gia đó, mình thọ giới sa di giống như quý vị vậy nè. Thọ 10 giới thôi thì mình là sa di. Thọ sa di 10 giới như vậy trong vòng mấy năm, thì mình đi đến đâu á mà người ta gặp mình, ta biết mình là sa di á, thì mình làm cái gì sai người ta chỉ. Nhưng một khi mình làm tỳ kheo rồi á, có thể là mình sai người ta không dám chỉ, vì người ta nghĩ mình lớn rồi, cái chuyện này mình phải biết, cho nên ta không nói. Bởi vì vậy mà hồi đó đi thọ giới Pháp Hòa không chịu đi. Pháp Hòa nói thôi, thọ giới làm người lớn rồi mình không được sự chỉ dạy. Cho nên hồi nhỏ Pháp Hòa thích ai dạy cái gì Pháp Hòa nhớ hết,
Pháp Hòa biết không, quý vị biết Pháp Hòa nói là hồi nhỏ đó, khi Pháp Hòa 7 tuổi đó, Pháp Hòa phụ nấu ăn đó, dở cái nắp cơm ra mà để ụt cái nắp xuống vậy là ông ngoại Pháp Hòa chỉ, nói con đừng có để như vậy, con phải lật ngửa cái nắp lên. Tới bây giờ Pháp Hòa vẫn nhớ cái hình ảnh đó như thế nào. Rồi ăn cơm mà gấp thức ăn xong để cái đũa trên bàn á, thì mới được chỉ dạy là con đừng có để cái đôi đũa xuống đó, con phải gác ở trên cái miệng của cái dĩa thức ăn để nó không làm dơ đôi đũa cũng như cái bàn. Pháp Hòa vẫn nhớ như vậy. Từ hồi 6-7 tuổi đi vô trong chùa cũng vậy, mấy cô quý bác thấy cái Pháp Hòa làm cái gì sai người ta chỉ là tới bây giờ Pháp Hòa vẫn nhớ, không có quên. Rồi Pháp Hòa phối hợp với cái kinh nghiệm sống của Pháp Hòa nữa, cho khi Pháp Hòa dạy các chú là Pháp Hòa phối hợp hai thứ, những cái gì đã ghi sẵn trong sách và cộng với những cái kinh nghiệm hành trì sống của mình. Cho nên mình làm một cái vị mới tu, trong nhà đạo thường gọi là các vị tân học. Tân học tức là người bắt đầu mới vào đạo, mới học đạo, người sơ tâm học đạo. Sơ tâm là sao? Cái tâm ban đầu nó bắt đầu mới vừa chớm nở, bắt đầu phát. Cho nên phải được nhắc nhở. Nhắc nhở thôi, không có phải là gọi là rầy hay là thầy đời gì hết, không phải. Xin được nhắc nhở. Giống như người cũ mà gặp nhau hoài, ta nói xin gọi nhau là cố nhân, thì bây giờ mình gặp nhau mình xin nhắc nhở. Ai làm cái gì Pháp Hòa thấy, thậm chí xây mặt lên chánh điện mà Pháp Hòa biết ở dưới chuyện gì xảy ra, thì xong rồi mình phải nhắc. Và sẵn đây cứ nhớ cái nhắc nữa nha. Quý vị nào ở trong cái ban trai soạn á, hay là ban hành đường á, có nghĩa là quý vị phải lo chuyện ở dưới đó, có thể nửa buổi giảng hay là nửa thời kinh, thì quý vị đừng ngồi trên này, chịu khó ngồi phía dưới. Để làm chi? Một lát mình lui cho nó dễ. Mình ở trên này, mình đứng lên đứng xuống, mình đi tới luôn, mình động chúng. Cộng hai nữa là người ta quay phim, người ta làm gì đó thì nó cản trở. Cho nên mình vô ra cũng tránh việc động chúng. À, trong chùa dùng chữ động chúng, có nghĩa là làm cho cái tâm niệm người khác bị dao động. Chẳng hạn đang ngồi thiền, đang ngồi yên tĩnh vậy, cái có ông chị nào đó tới cái để cái giỏ xuống, cái mạnh tay chút, hay là quỳ xuống lại mạnh tay chút, thì tự nhiên cái người kia họ giật mình, họ dao động, thì như vậy gọi là động chúng. Ở trong chùa là tránh làm những cái gì động chúng. Thí dụ như tự nhiên giờ trong chúng có một chuyện gì xảy ra, thì cũng làm cho trong đại chúng đó tâm người ta cũng dao động một phần nào, vì cái chuyện, cái sự việc đã xảy ra. Cái trường hợp vậy cũng là động chúng. Cho mình sống chung với chúng, mình tôn trọng cái chúng. Tại vì sao? Tại vì chúng này, cái chúng này là những người đang tu tập, mình phải tôn trọng. Mà khi mình có tôn trọng cái chúng như vậy, thì tự nhiên cái đức mình đã sanh. Ta gọi là đức chúng như hải, cái đức của từng người lớn lắm. Không à, ví dụ bây giờ là mình mà không tổ chức khóa tu, chúng không về tu, người ta đâu có thấy năng lượng hùng hậu, cái người ta phát tâm ta cúng dường. Ví dụ ngày hôm qua có mấy chị em cô Phật tử nghe đại chúng lên đây tu, mấy chị em làm một vài món lên cúng dường, làm gỏi đu đủ, làm bánh ngọt lên cúng. Rồi có người nghe đại chúng tu, người ta đổ xương xa, người ta đổ này kia lên, người ta cúng. Ví dụ vậy đó. Mình không tu ai cúng? Nhờ mình tu ta mới cúng. Rồi càng tu ta càng cúng. Thì cứ tu đừng lo, không có lo đói. Rồi có một hòa thượng mới dạy, ngài mới nói rằng á, nếu mình ngồi mình kiểm cho kỹ, mình mới thấy mình thừa ơn Phật khiếp.
chỉ cần khoác cái áo của Phật lên cái tự nhiên cái cồn đỏ lắm. Nói như vậy có nghĩa là mình lợi dụng, nhưng mà ý nói là cái ơn của Phật, cái màu áo y của Phật rất với cái bóng từ bi, thì tự nhiên người ta thương mình. Còn cái chuyện mình tu không là chuyện của mình, mình tội không tội mình gắng chịu, nhưng mà đối với người ta tính tâm, ta thấy cái dáng là người ta phát tâm. Cho bây giờ mình chưa có dáng người tu, tập cho nó có cái dáng, cho mới gọi là gieo duyên đó. Cầm cái bát là luôn luôn phải cầm hai tay, hoặc là một tay, tay trái nâng bát thì tay phải che bát, chứ không phải cầm như cái tô được. Cầm mà để cầm ngang cái tô, cái bát như vậy rồi cứ đi cầu ơ dưới này thì cái bát như cái tô, rồi cái tô như cái bát, phải không? Rồi cái lá y của mình cũng vậy, đó là pháp y mà. Trời, y là phải để trên vai, vắt trên tay, chứ không ai mà cầm như cái khăn. Họ mà cầm như cái khăn thì cái khăn với cái y nó không khác, không được, có phải không? Y thì đắp chứ không có bận y. Ví dụ đi ngang đấy, bữa nay mình có bận y không? Y đâu phải quần áo bận, y là phải đắp. Bởi vì sao? Bởi vì đó là mình gọi, mình tôn trọng về để làm gì? Mình dùng từ mình trân trọng như vậy để chi? Để mình còn duyên mình gặp nữa. Bởi vì mình không sanh tâm khinh thường. Thể vật sinh tâm khinh thường tức là mình không để tâm, mà không để tâm thì không gặp nữa. Cho nên mình có trân trọng pháp y thì một lúc nào đó, nếu không năm tới thì cũng sẽ năm khác nữa, mình lại có cơ hội được đắp, hoặc là thậm chí đời khác mình được đắp. Còn giờ mình vô mình gieo duyên mà pháp y mình cũng không trọng, rồi bình bát mình cũng không quý, ví dụ vậy đó, thì nó không có gì đặc biệt hết. Thì mình chưa có thật sự đi vào nhập lưu được với hai chữ xuất gia để mà gieo duyên. Hồi đó đó, Pháp Hòa xin đi tu, Pháp Hòa không được đi tu. Năm đó học lớp 9, học xong lớp 9 xin đi tu, không cho, người nhà không cho. Thì cơ may là Pháp Hòa được đi hớt tóc, mà hớt lộn thành thử phải cạo. Do cạo cái tóc đó mà quý vị biết không, Pháp Hòa sợ á, là tóc nó mọc trở lại rồi là mình không có được cạo nữa. Cho Pháp Hòa đi kiếm cái lưỡi lam để giấu ở trong nhà vệ sinh đó. Ngày nào mà cũng kéo ra và cạo để cho tóc không bao giờ nó mọc, để mà được giữ cái đầu như vậy. Rồi khi mà mình được nghe là được đồng ý cho đi tu, lúc đó cái tâm mình nó nhẹ nhõm xuống, là vì bây giờ mình được đồng ý rồi. Quý như vậy, đi tu bắt con trai đó mà chiều lại thôi xả giới là Pháp Hòa buồn, thật là buồn, tại vì mình sắp rời chùa. Còn mình đi tu mà mình không thấy quý, thì nó uổng đi. Cho nên mình hai ngày rồi, mình phải trân quý từng ngày mình sống với Chúa, từng giờ phút mình được đắp y. Một ngày mình được ôm bát chính thức đi khất thực một lần, vậy thì cả một năm mình cầm được có 10 ngày. Mình ăn chứ cái bát luận thượng, quấn chi cái y, không? Vậy thì mình không đủ nghĩa gieo duyên. Cho hồi Pháp Hòa mới viết cái bài kệ phủi tóc đó, để cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh của mình, là cắt tóc để gieo duyên, nguyện sống không ưu phiền, kết duyên cùng tam bảo đời này và đời sau. Mỗi lần Pháp Hòa lễ Phật, Pháp Hòa cũng nguyện vậy đó: lại đấng tam giới tôn, quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện rộng, đảnh lễ danh chư Phật. Theo cái bài kế đó, cái câu nguyên thủy của nó là:
Nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề đó, thì mình nguyện lại. Nếu đảnh lễ mười phương, đảnh lễ Pháp Hoa Kinh, hiểu? Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nguyện đời đời sanh ra luôn được gặp Phật Pháp. Cho nên mình không có lo là mình phải vui mừng là mình, cái nguyện của mình là đời nào kiếp nào mình sanh ra mình cũng còn được gặp Phật Pháp. Vì mình còn gặp Phật Pháp là cuộc đời mình còn cứu vãn được, cái khổ đau mình còn có cơ hội chuyển hóa. Còn mình không có gặp được thầy lành bạn tốt, không gặp được giáo pháp cao minh, thì làm sao mình có thể giải tỏa được cái nghiệp khổ của mình. Ngày hôm qua Pháp Hòa có cầm tay một Phật tử, vì Phật tử này có nhiều niềm đau nỗi khổ. Pháp Hòa nói ráng đi, ráng giải cái nghiệp của mình. Cái nghiệp của mình thì mình sẽ trả, nhưng mình sẽ không khổ. Hay là nếu không hết khổ thì sẽ bớt khổ, vẫn trả nghiệp mà không khổ. Phật cứu chúng sanh chi khổ, bất năng giải chúng sanh chi nghiệp. Mình khổ, Phật cho mình phương pháp giải khổ. Nhưng mà cái nghiệp mà định nghiệp bất năng chuyển, có những cái nghiệp chuyển được, còn những cái nghiệp nó nặng, nó định rồi thì mình cứ vậy, mình chấp nhận thôi, nhưng mà không có khổ. Giống như mình, xin lỗi, bây giờ mình có một đứa con sanh ra nó tật nguyền, nó bệnh hoạn. Bây giờ mình bỏ con nó ở đâu? Mà không lẽ ngày nào mình nuôi nó mình cũng khổ hết sao? Như vậy thì nó đã bệnh tật rồi thì mình lại đau khổ. Hai mẹ con ôm nhau tiếp tục đời này rồi đời sau nữa. Đời trước đã hai người nghiệp khổ rồi, cho nên mới lây lất tới đời này làm hai mẹ con để nghiệp khổ nữa, mà không tu để mà giải thì lại tiếp tục nữa. Cho bây giờ mình nhận nè, đây là nghiệp của con, nhưng đây là nợ của mình nè. Nghiệp là con phải lãnh cái bệnh này, còn nợ là nợ của mẹ, mẹ trả cho con. Trong khi mẹ chăm sóc cho con, nhưng mà mẹ hạnh phúc là vì mẹ có Phật Pháp. Mẹ sẽ dùng Phật Pháp mẹ giải nghiệp cho con trong khả năng của mẹ. Nếu mà con chưa hết nghiệp thì ít nhất con cũng nhẹ nghiệp. Trì chú vãng sanh, mỗi khi mình tắm rửa cho con, vì chú vãng sanh là cái bài chú bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản. Cái bài đó không phải để tụng cho người chết. Đừng có nghĩ rằng ai chết mới tụng bài đó. Không, bản thân mình cũng mỗi ngày cần phải bạc nhất thiết nghiệp chướng. Bạc là trừ, nhất thiết nghiệp chướng là tất cả những cái nghiệp nó chướng ngại mình. Ngày hôm qua Pháp Hòa rất là thương cho một người mẹ từ ở Winnipeg bay về đây. Hai mẹ con định là ở một tuần lễ tu, nhưng mà rất tiếc là đứa nhỏ nó đến nó quậy quá, bị nó bệnh. Cô ngồi cô đút cho nó ăn mà cô khóc ròng. Cô định mang nó lên đây tu cho nó giải nghiệp. Ở được từ sáng tới chiều phải đổi vé, là vì nó quậy quá. Nó quậy những người phòng đó, nó không quậy, nó quậy phòng người khác. Cho cô thấy ngại quá, cô đổi vé cô về. Khi cô ra cô từ giả, cô nói con xin lỗi thầy, con định đưa con lên tu một tuần cho nó giải bớt cái nghiệp, mà nghiệp nó nặng quá, là ông nói. Pháp Hòa nói không sao đâu, thôi cô cứ đưa cho cháu về đi. Cổ nói giờ con để nó đây con cũng không làm được gì, con cứ đi theo con giữ về hoài. Pháp Hòa nói thôi cô cứ dẫn cháu về đi, đại chúng sẽ hộ niệm cầu nguyện cho cô. Pháp Hòa tin rằng trong chúng thì ai cũng ít nhiều cũng đã gặp đứa nhỏ đó và gặp cô. Thì ngày những cái buổi sám hối tụng kinh đó, buổi sáng đó, trong khi mà phục nguyện hồi hướng, thì quý vị khởi niệm cầu nguyện cho đứa nhỏ.
mình hồi hướng cho đứa nhỏ đó một chút. Vì biết đâu chừng đời này mình gặp nó có thoáng một chút vậy đó, biết đâu chừng mình cũng đã từng có duyên với nó trong kiếp trước rồi, cho nên đời này mới gặp nó một chút nè. Cho mình cầu nguyện. Cho nên cái tâm niệm an lành của mình nó sẽ làm rạng ngời mặt đất. Đó là bài kệ bật đèn. Cái bài kệ mỗi lần bật đèn tắt đèn á, mỗi lần quý vị bật đèn tắt đèn, quý vị đọc bài kệ vậy đó. Thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Thất niệm là bóng đêm, phải không? Mình sống thất niệm là sống trong bóng tối. Chánh niệm là ánh sáng, thở biết mình thở, đi biết mình đi, ăn biết mình ăn, sống biết mình đang sống. Mình sống trong chúng tăng 10 ngày này mà không có biết được mình đang sống trong chúng tăng thì mình không có chánh niệm. Thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Trong cái phần chuẩn bị tinh thần và hành lý của cái cẩm nang Hòa đang viết thì Pháp Hòa có một đoạn mà nói: tham dự đời sống lìa thế tục không phải đơn giản dù chỉ trong 10 ngày. Phải không? Sống lìa thế tục mà không phải đơn giản dù chỉ trong 10 ngày. Rất nhiều những chướng duyên từ bản thân do bệnh tật. Đó, mới có 2 ngày là bắt đầu bệnh lên bệnh xuống. Đâu phải dễ đâu. Phiền não đến hoàn cảnh và con người xung quanh. Con và đọc lại câu và viết: rất nhiều những chướng duyên từ bản thân, bệnh tật, phiền não đến hoàn cảnh và con người xung quanh. Phải không? Nhiều khi hoàn cảnh mình không hợp, xung quanh không hợp, ăn uống mình không hợp, bệnh tật. Cho nên do bệnh tật, do phiền não, do con người, do hoàn cảnh. Nên mỗi hành giả cần bảo hộ thân tâm trong từng giây phút để tránh não phiền, động tâm, thối chí, làm uổng công và chí nguyện xuất gia và thời gian quý báu của mình. Mình bỏ 10 ngày ra đây đâu phải chuyện chơi. Trong cái đó công ăn việc làm mình bỏ hết để mình đi mà. Nhiều khi thậm chí con nhỏ gửi lại cho ông xã lo mà, để mình đi mà. Mà mình không làm được. Có một Phật tử qua lên gặp Pháp Hòa: thưa Thầy, con chỉ được ở tới thứ sáu mà sáng sớm con bay, nhưng con quý lắm, Thầy đừng có cho con về sớm. Con muốn ở cho tới sáng thứ hết ngày thứ năm, sáng thứ sáu con bay rồi Thầy cho là Thầy sắp xếp giùm con cho con về sáng sớm đó. Chứ giờ con phải đi về sớm buổi chiều thì con mất một buổi chiều. Pháp Hòa nghe cái chí nguyện như vậy, Pháp Hòa thương lắm, cho nên Pháp Hòa đồng ý liền. Tìm cách đưa cho Phật, đưa cho vị giới tử này rời tu viện để trở về trú xứ buổi sáng đó, dù rất sớm, nhưng để cho người ta thực hiện được cái chí nguyện là ở trọn vẹn những ngày người ta ở. Cho nên mình nhiều khi mình ở 10 ngày, 11 ngày mình không thấy quý, nhưng người ta ở 2-3 ngày ta quý lắm. Trước khi khóa tu một ngày, Pháp Hòa nhận một lá thư của một Phật tử ở xa gửi: con biết Thầy đang bận lắm, con đang hình dung được đại chúng đang hạnh phúc và chuẩn bị vào khóa tu. Con rất tiếc bao nhiêu năm nay con chưa hề được đến dù chỉ một ngày với khóa tu. Con xin Thầy gửi lời thăm đại chúng và chúc đại chúng tu, và nói với đại chúng rằng đại chúng có phước lắm, có phước hơn con nhiều. Đó là nội dung cho lá thư trước khi Pháp Hòa đi lên đây, Pháp Hòa nhận được. Cho nên hàng ngày Pháp Hòa nhận được nhiều thứ lắm, bằng bưu điện, bằng email. Và rất nhiều những lá thư người ta nói lên được cái hạnh phúc của quý vị đang có. Hòa kể như vậy đó, không có ý là muốn kể chuyện của ai, cũng không có ý là muốn nói cái gì, chỉ muốn lên tiếng với đại chúng là mình đang có hạnh phúc.
mình phải chánh niệm rằng mình đang có hạnh phúc. Có một anh Phật tử hỏi sao anh đi tu vui không? Anh trả lời Pháp Hòa: dạ không vui, nhưng mà rất vui. Nó vui hơn cái vui bình thường. Đối với những người người ta chưa có duyên mà người ta không thấy cái hạnh phúc, tôi không thể nào sống như vậy. Người ta sống không có kỷ cương, không có luật lệ, không có giờ giấc được, ta không làm được. Vì ta thích là ăn giờ nào ăn, ngủ giờ nào ngủ, không có chịu gò bó trong một khuôn khổ. Nhưng mà mình không có vô khuôn khổ, mình không có quy thì không có tắc. Người ta kêu quy tắc, tức là những điều kiện, những nội quy để mà đưa con người vào cái khuôn khổ phép tắc. Cho nên Pháp Hòa xin nhắc đại chúng là đừng để cho tâm mình bị động, đừng để cho lòng mình thối chí, uổng chí nguyện xuất gia và thời gian quý báu của mình. Chúng tôi đề nghị mỗi hành giả có ý muốn tham dự khóa tu nên mỗi ngày tự tâm sám hối tại nhà, cầu nguyện cho thân tâm an ổn, nghiệp chướng tiêu trừ, đầy đủ thuận duyên để thực hiện được chí nguyện của mình. Đó chỉ mới phần nội tâm tu tập. Bên cạnh còn phải chịu khó khắc phục những phương tiện hạn hẹp của thiền môn cũng như nơi công cộng. Phải tập hoan hỷ với mọi hoàn cảnh tiện nghi của cuộc sống hàng ngày. Vì chỉ một chút cực khổ chúng ta không khắc phục được thì con đường tu đạo, sống đạo và hành đạo còn gian nan hơn nhiều. Có phải không? Những cái phương tiện bình thường đó mà không khắc phục được thì cái chuyện tu đạo, hành đạo, sống đạo còn khiếp hơn nữa. Phần hành lý cần có áo tràng lam, đồ bộ màu lam, màu nâu, vậy đó, thuốc men, cái này phần linh tinh. Nhưng mà cái phần trên mà muốn nói cái chuyện, cái hoàn cảnh, cái phương tiện chung sống với nhau, mình giải tỏa được từ con người đến cái phương tiện sống là mình có hòa hợp. Đâu phải chỉ hòa hợp với con người không, mình hòa hợp được với thiên nhiên đất trời. Mình hòa hợp được với hoàn cảnh, với món ăn, với nội, với cái, những cái chương trình sinh hoạt, hòa hợp hết. Cho nên mới gọi là thống lý đại đại chúng. Chữ đại chúng, thống lý đại chúng này không phải chỉ ở con người mà luôn cả hoàn cảnh nữa. Thì cái câu cuối cùng hay lắm nghe: nhất thiết vô ngại. Mình thống lý được với con người, với hoàn cảnh thì có gì ngại mình nữa đâu. Vì sao vô ngại? Vì mình có thiên thủ, thiên nhãn, vô ngại, đại bi tâm. Quý vị thấy thời kinh luôn cả hoàn cảnh nữa. Thì cái câu cuối cùng hay lắm nghe: nhất thiết vô ngại. Mình thống lý được với con người, với hoàn cảnh thì có gì ngại mình nữa đâu. Vì sao vô ngại? Vì mình có thiên thủ, thiên nhãn, vô ngại, đại bi tâm. Quý vị thấy thời kinh chưa? Đầu vô kinh cũng vô ngại đại bi tâm, mà cuối thời kinh thì thống lý đại chúng cũng nhất thiết vô ngại. Hay không? Lâu nay mình thấy được điểm đó không? Không thấy. Vô kinh cũng có cái câu vô ngại đó, mà cuối kinh cũng có câu vô ngại đó. Mà đặc biệt hơn nữa, năm nay trong khóa tu cũng có thầy vô ngại. Vô ngại ở cái chỗ đó. Cho nên đối với người vô ngại là người tự tại. Tự tại không có nghĩa là lững lơ, ai kệ ai. Tôi đi ngang tôi thấy miếng rác cũng kệ, tôi thấy cái này sai cũng kệ. Hỏi sao vậy? Tôi tự tại. Không phải. Tự tại là mình vẫn làm mà không khổ, không trách. Cái đó mới là tự tại. Tự tại là trời ơi, tôi không có quen ăn cái món này mà bữa nay bắt tôi ăn. Tôi không quen mà bữa nay tôi ăn được là tự tại đó. Ăn được một cách thoải mái là tự tại. Sống được là tự tại. Cho nên đầu thời kinh, vô kinh là có tụng chú đại bi.
Mà mở đầu chú Đại Bi là thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm. Người có từ bi thì có gì mà vô làm ngại người ta nữa, thì là tâm vô ngại. Rồi cuối cùng câu tự quy tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Và đại chúng đây không hẳn chỉ là con người, mà cái gì mà vô ngại tự tại được với hoàn cảnh con người, mọi sự mọi vật. Chật sống theo chật, rộng sống theo rộng. Bữa nào có ngon biết ngon, bữa nào ăn dở biết dở mà vẫn ăn là vô ngại. Biết đó thôi, nhưng mà dở là tại vì cái vị mà vướng mắt của mình mới phân biệt nó dở ngon. Chứ thiệt sự người ta nấu ta đâu có muốn nó dở, ta muốn nó ngon là tại vì cái lưỡi phân biệt của mình thôi. Ngon dở là tại mình phân biệt nó ra, chứ thức ăn nó vốn nó đâu có ngon dở. Mình đặt nó à. Như cái hoa này nè, nó tự nó sanh ra, nó đâu có nói ai em hoa Huệ. Rồi bây giờ cái tự nhiên mình sanh ở Việt Nam, mình có Huệ Việt Nam, mình kêu Huệ này Huệ Đà Lạt. Ở tại sao? Tại trồng ở Đà Lạt. Ở cái gì mà dở dưới vùng khác không có, mà Đà Lạt có cái kêu đó. Ở Việt Nam mình nhiều rau Đà Lạt lắm. Rau gì mà không phải ở của những cái miền Tây mà sản xuất ở mấy cái vùng lạnh lạnh, kêu cải Đà Lạt, rau Đà Lạt, cà xà lách Đà Lạt, cà rốt Đà Lạt, chắc nó lạc. Vậy thì nó đâu phải, nó bản thân nó không có gì Huệ hết á, phải không? Mình đặt à, mình đặt nó là hoa Huệ, thì bây giờ ai nói cái này hoa khác là bắt đầu mình có ngại à. Mình không có vô ngại được khi người ta nói nó là khác, nhưng mà thật sự nó chỉ là hoa. Cho nên nhưng mà bản thân nó vô ngại vô cùng là bởi vì á, nó đẹp như vậy là quý vị muốn trưng ở đây cũng được. Quý vị muốn trưng đây, quý vị mang nó vô trong nhà vệ sinh nó vẫn đẹp. Cho nên đối với hoa nó không buồn không khổ. Nó không buồn khổ gì khi mình phải trưng hoa ở đâu hết, bởi vì bản thân hoa là làm đẹp. Mà chỗ nào cần làm đẹp thì hoa có mặt, hoa đâu có khổ đâu, phải không? Cho nên mình cũng thế. Chúng con là sứ giả của Như Lai, xin nguyện suốt đời dấn thân cho đạo. Chỗ nào đạo pháp cần, chúng con đến. Chúng sanh cần, chúng con đi. Chẳng hề nài gian lao, chẳng nài gian lao, chẳng ngại khó nhọc. Đó mới là sứ giả của Như Lai. Một bác sĩ mở phòng mạch, bệnh nào cũng vô bác sĩ cũng có thể bắt mạch cho thuốc được. Mình cũng như vậy. Mình là người đệ tử Phật rồi, sống tự tại tiêu dao như Phật rồi, thì hoàn cảnh nào mình sống cũng được. Thật sự ngồi đây tất cả chúng ta, nếu mà nói địa vị giàu có không ai hơn Phật hết á. Thái tử mà, mình có gì bằng Thái tử đâu. Ngài có tất cả mà Ngài dám bỏ hết, còn mình chẳng có gì mà cứ sợ mất. Cho nên đại chúng ơi, Pháp Hòa sợ quý vị mất, Pháp Hòa mới mua cái locker về cho quý vị cất. Cất bớt đi, đừng sợ mất. Mà có mất cũng ok, tại đây là mùa rằm tháng 7 mà. Bỏ nó phá lại. Không, thành thử ra mình phải tập tự tại. Đã có cái tủ rồi cất đi, đừng đeo lung tung vô người nữa, cho nó bớt đi. Xả mà. Bữa nay mình tập xả phải không? Trừ cái gì mà trong người của mình, ví dụ như lỡ chiếc bông này không tháo được thì không tháo, chứ còn tháo được cũng tháo đi. Để đúng nghĩa của người tu, người xuất gia. Giới thứ mấy? Giới thứ mấy là không có được đeo vàng vòng. Rồi, tiêu. Này là tiêu. Này là quỳ giỏ sầu riêng chứ không hề quỳ. Đi xuất gia làm sa di mà không nhớ mười giới. Sao?
cười. Trời đất ơi. Giới thứ 10 là không được gì? À, không được giữ tiền bạc. Đưa thầy hết. Giới thứ 7 là ông đờn ca sướng hát. Trời ơi, cái điệu này giống như rà là la đa. Cứ rà rà thôi thì trả lời hết trơn. Thông minh quá. Cứ giả bộ rà rà giới này giới này. Hồi đó các vị, các sư chú mà ở Việt Nam đó mà, chùa trồng rau, mấy con ốc ăn rau nhiều lắm. Thì mấy chú mới học cái học giới. Và buổi trưa bắt đi ra bắt mấy con ốc, con lá rau, mấy ông mới cầm bóc con ốc thứ nhất lên, cái mà ông đọc giới học cho thuộc mà nhất giết bất sát sanh bớt. Con ốc nó đi vô trong tường bất. Bởi vì mấy chú bắt là phải được quý thầy bắt là phải học thuộc 10 cái giới. Rồi buổi trưa nó vừa học vừa nói mà, bóp con ốc lên, giết giết bớt sát sanh bớt, nhị giết bớt thâu đạo bớt, mười đập 10 giới đi hết 10 con ốc. Mà cái cục ông vậy hết, lát nguyên cái giường sạch ốc. Ngày sáng hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng là Pháp Hòa muốn xin thưa nè vài điều trong cái vấn đề mình tu tập, như tiếp nối cái nhắc nhở của ngày hôm qua. Có thể ngày mai mà bắt đầu mình học kinh. Ở trong mà thật ai đưa cái gì cũng thông đó, không có gì ngăn đó. Bây giờ quý vị có thắc mắc gì nữa không? Coi như là thực hiện cái giới thứ 4 cũng nói dối. Thầy hạn lại thầy cái nhắc gọi là tham thiền, nhưng mà có cái từ tham thiền đó là con quên, tham thiền là mười mấy năm trước con quên. Coi như là thực hiện cái giới thứ 4 cũng nói dối. Lập từ điển. Hà sa ngạ quỷ chứng tam hiền. Cái bài đó trong trong Vũ Triều á, nhớ không? Tứ sanh đăng ư bủ địa, tam hữu thác hóa liên trì. Hà sa ngạ quỷ chứng tam hiền, vạn loài hữu tình đăng thập địa. Thập hạnh, thập tính, thập hạnh, thập hồi hướng. Tại vì những cái đó là 50, cái đó người ta gọi là những giai vị của Bồ Tát để chuẩn bị bước lên thành Phật. Một người muốn thành Phật là phải trải qua 52 giai vị của Bồ Tát. Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Không, rồi bắt đầu mới lên tới đẳng giác, rồi diệu giác mới làm Phật. Đó là pháp số không á. Quý vị đạt chưa? Chưa cũng phải hồi hướng. Xin cảm ơn đại chúng tham dự buổi sáng hôm nay và xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về thăm